hai người cũng coi. Cái gì vậy? Dễ ăn các bạn lại. Cái dầm, cái dầm. Cái dầm đâu? Ghe. Rồi, hôm nay mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Này mình đi qua đây đổ lú à. Mớ tôm gì thế hả? Hên xui. Làm tại chỗ luôn rồi chứ không có về đâu hết nữa. Đổ, đổ có gì làm đó. Ừ. Làm tại chỗ luôn. Nay Hải đi vắng rồi. Mình giật cống mình làm ơn luôn à. Không phải nhà đâu dám giật cống. Nãy giật cống rồi nó đi đổ lú rồi. Chỗ nào nè? Chỗ nào lên cũng được trơn á. Tắp máy dưới thì mình đi bộ lên. Vô cống nước chảy lên cũng không được luôn. Nắng hết sức nắng luôn. Nắng cũng la, mưa cũng la. Nắng cực quá. Mưa cũng la. Ông trời ở còn vừa lòng người nữa mà. Ừ, khỏi một giây. Cho trâu đi trả đi rồi Hải nó nhận. Kéo về. Mấy con này ăn được này, cốt mấy con cộng càng bự bự nè. Được chứ có gì đâu mà không được. Có gà mè cũng im lắm á. Rồi chào cô Út đổ lú đi. Có không? Đục đục luôn mà không biết đục gì á. Rồi văng cái cầu rồi. Văng cái cầu cũng xong rồi. Đục đục luôn Dương Ba ơi, kéo lên Dương Ba ơi. Đó, cậu dây đó đó. Kéo lên. Ôi, có cua nè, có cua nè. Có cua, cua nói gì trời. Đó, hai con đẹp, hai con luôn. Trời ơi, hai con luôn. Hai con luôn. Có cua gạch đó nè, cua gạch á, 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 bắt ra từ con, bắt ra từ con, đừng đổ vô, đổ vô kẹp à. Ai bự nhịn cũng chắc là ốp nữa, chắc mềm quá. Hết đi mày. Đi mà. Ủa mày. Chấm. Chấm thẳng xong đi. Bỏ lại nó đi. Bắt con kia ra. Hai con nó gạch chắc luôn. Con bên đây hở con luôn rồi. Con này nè. Ừ. Đi. Ê, con nhỏ nó mới mất đó. Con nó lúc rồi. Nó mờ nữa rồi. Mất rồi. Đó cậu bắt đi, cứ càng một lấy con đỡ luôn. Con này được rồi. Con này gạch con hay gì vậy? Ủa gì mà. Ôi mềm luôn. Chết luôn hay gì vậy? Thôi. Chị ấy rồi. Con nó ấy rồi, cũng que cũng rồi luôn rồi, lụt được rồi. Con gạch này chứ. Trời á, đưa nó trời giờ mới gạch đâu mà. Lụt hết đi. Con nó chắc à. Lụt luôn đi. Được, rồi, nước đã sôi rồi. Thả cua vô. Khoan đâu, con ơi. Hai con. Ui. Đây con nữa, ba con. Ui, cho nó bò vô, cho nó bò vô. Quấy động là bò, không chịu. Đã biết vậy còn ngồi dưới đó nữa, mày dở. Đất tao, tao quẹo trái lại rồi. Nữa nè. Cho vô luôn. Ừ.
không có một cái đó tặng mày. Tự nhiên có bò vô phải không? Có dục vô à. Mấy con cá này sao đây? Cá bỏ lại. Mấy cá tôm thôi, bắt mấy con tôm bỏ vô. Thả luôn, con cá nó mệt. Cá nào thả lại đi. Bắt mấy con tôm thả vô chưa? Có. Có. Chắc chín rồi mà. Chín rồi. Lâu dữ lắm rồi. Chín rồi. Ồ, nở mù luôn rồi. Nở mù rồi. Rồi. Con đó là chất lượng đó. Con đó không chất lượng. Được không nghe? Dí gấp lại nữa kìa, tính gấp cái càng lại nữa kìa. Gấp gì được. Con này nè mới ngon à. Không, con kia con dưới mới ngon á. Vậy con kia mới vớt ra nước không kìa đó. Đó, con đó đó. Con đó thôi chắc lượng nó mu nè nè. Ở yếm luôn rồi. Này không có ngải nhà chơi lớn luôn. Là người ta kêu vắng chủ nhà gà một cái tôm hả? Sao cậu không thọt tay động hốt mẹ cho nó nhanh. Mua à, phóng tay hả? Cái gì ngay giữa mà nó sôi lên trời. Cái càng. Càng. Rồi có ba con cua để dễ muốn không hết luôn. Không hết luôn. Chơi lớn luôn mà. Ở đây giờ sao, cái gì nữa à? Vô một bọc nữa rồi kìa. Cảm ơn cây. Tay luộc ta. Vô nhiêu luộc nhiêu nha. Không có nói nhà mà vô nhiêu luộc nhiêu. Vô má. Cua trời bán hả? Cua lấy cua từ lúc rồi. Gạt nữa không? Gạt. Trời nghe nhà chảy ra chụp cũng được á. Thôi con bự ra chứ em. Đó đó đó. Rồi tới con cua luôn. Này không có ngải nhà mình làm hết đi. Ôi con cua trên nửa ký á. Ôi coi có gạt không? Con đây. Yếu à. Yếu à. Đứng không không? Không. Dần dần chút mà đâu đạt nè. Đem lấy thấy không? Thôi vậy thả lại đi. Đem cho nó rộng vô trong máy. Ừ phải rồi. Con máy đem rộng dẹo. Đấy. Rồi, mời cả nhà ăn cua với mấy anh em nha. Có cô Út nữa. Nay ăn đơn sơ đi. Không có ngải nhà mới dám dám sổ cống luộc cua nha. Cua ăn luôn. Có ngải nhà không dám. Vô cống mình sổ cái bển nha. À, tính làm ăn bển mà bển ha không có rượu. Đem về đây. Này phải có rượu chút mới được cả nhà, để thôi nó ăn không tiêu. Chơi nhậu giữa trưa nắng đừng có chửi cả nhà. Rồi vô. Rồi, vô. Giữa trưa nắng nhậu phóng xong hết rồi. Gần xong rồi. Xây rồi nhầm nhì về ly cả nhà ơi. Để dễ mà xong nước lớn bay xuống. Chơi là vài ly chứ mạnh dạng đang hồi đi mò cua. Chứ cua này không chịu đau. Không chịu đau. Không nhậu đâu uống được, đâu uống được, phải không? Hồi nhí đi mò cua nó quơ cho coi nghe. Bởi cái chai cái càng cua. Tách cua ra coi. Tách đi chèo. Ừ. Cột lớn kìa của tôi. Cột lớn cột. Rồi bởi cái số mình xui rõ. Bắt cây cua không chắc, cột bắt cây cua chắc rồi kìa. Chặt quá ha. Ở mù. Ôi gạch. Ôi gạch hải ơi. Thứ này hải dòm thấy các bạn. Tính là không gạch đó nha. Chứ hộp dịch muối. Chứ chiếc cua này chắc lọt cỡ. Chết rồi hải ơi. Bài ông Hải, ông Hải ơi. Cua này chắc phải cua gạch. Nằm khía. Tách cua kia ra luôn rồi. Ôi. Tách ra con thôi. Chia ra. Tách đi. Trời nó lỡ thấy rồi. Nó thấy nó cũng thấy ba con rồi chứ không mà. Nhí tách gà nhí, còn nó có gạch chứ. Chấm à. Được. Ồ, con cũng được gạch rồi. Con này không gạch nha hả? Con không có gạch. Con kia kìa mới gạch nhiều quá. Húp cái nước nó đỏ lắm cục. Nước đỏ rồi. Thử con này luôn coi. Thôi, để đi. Nhí. Tách luôn rồi. Làm luôn. Sẵn thái làm luôn. Trời ơi, thôi con này mới gạch nè. Mày ăn Hải, ông Hải diện cua Hải ơi. Hải ơi, nhí bằng chơi vậy nè Hải. Vô cậu, có cụ nữa nha. Có cậu nữa chứ không phải con với ông Hải nha. Cái gì, ba người chịu hết à.
Mà ai vừa cáo vậy? Hả? Tôi. Chở đi thằng nghe chút chút. Giọng quyết kiết là hồi dọn là chạy trốn rồi, không lâu không về tới bây giờ nè. Dễ gì. Nói về mình đăng phim lên nó cũng thấy vậy. Thấy thì cũng gọi vậy, ngủ lúc đó ngủ vậy. Ngủ vậy hả? Cái gì lá à? Chịu bánh hậu. Cái con gói cần phải thèm. Không phải, không thấy giờ không thương anh em mình á, nuôi cua để cho mình luộc ăn chơi vậy không ngon đâu. Để mình luộc ăn chơi vậy đó phải không? Cái cát không có mọi lát nữa, vô nhóc nữa. Trời anh đi. Ừ, lát nữa, nữa xuống bài. Nhóc nữa à. Nghĩ hồi không đổ là nó đừ con cua đó. Ừ, cua nãy không đổ là sao đừ. Chạy quá, nó chết luôn đừ. Chạy quá thì nó vô nó bị ghét. Đi đi qua đi. Ba người ba con đó. Đủ rồi đó. Ủa đây ai lớn nhất? Ai lớn nhất? Cậu Út lớn nhất. Út hả? Vậy là ừ, có cái gì con nói thôi Út nha, cái gì Út ừ. Lớn Út dẫn đường mà con cháu đi mà. Cái vú này cho không có đá dầm cả. Ủa giờ, giờ còn đá dầm nữa hả? Lâu lâu cũng đái. Lâu chỉnh quá cũng đá dầm. Bữa hổm nằm ngủ nằm trên bao thấy ra ngoài góc vú đái rõ ràng đúng không? Nhau. Tới luôn ha. Này hãy thấy chắc chắc lưỡi quá. Thôi cũng vậy. Thằng nào luôn cua. Thằng này ủa cột. Đúng. Tốt thật là tốt thật lớn phải không? Béo. Đặt luôn. Có gì mà không có nóng tánh quá, cậu nói cậu á con, cậu á. Đỡ cho tụi con chút. Còn không quen nó thấy cái mình trả tiền nó cũng được. Đỡ ăn rồi chứ sao. Nó chọc cũng chặn là nó tới số nó đó chứ. Làm cái này cho. Tới. Đó người ta kêu cái gì, cái mù à, hay là cái mai. Cái yếm. Ai vui, cái nước nó đã. À. Cua gạch dây rồi đã nè. Cua gạch vậy một người mà yếu yếu ăn hết đó. Ừ. Cua gạch cũng đặc, cũng béo. Béo hơn thịt muối không? Ừ. Béo hơn thịt muối không? Dạ thấy cái dáng cũng không phải vậy. Rồi. Cái dáng nó thẹt. Chưa đâu, giấc này thấy gì về cái lú còn cái chiều tối á. Này cũng về mấy càng cua ốp ở trên rồi. Ốp đầu ốp, tôi lụm hết càng đó. Chắc luôn, ốp. Chắc á, ốp gì. Ốp dễ ăn. Cái mai mà làm ly là phí lắm rồi, phải 2 ly. Này đơn sơ thì không có rau, rác, không có gì trên, có ba cua, ba thầy trò ăn đi. Cua mà đơn sơn ha. Vô. Rồi, vô ăn cá nữa đi rồi. Có thúc clip luôn. Thỉnh luôn đó. Vô. Thỉnh đó. Vô, mới thần thần, ít chưa thần không? Chút thiếu nữa. Chứ giờ cua còn kẹp đau. Chút. Và vậy anh em Toàn Duy Hải cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và coi kênh của Toàn Duy Hải nha. Thì cũng chúc cả nhà vợ sức khỏe. Và mấy anh em với cổ xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.